Và đây là thành quả sau 3 tuần với một cách làm rất là mạo hiểm với em nó. Thì hôm nay hên là hai em đều sống hết các bạn. Đó. À, một cây trà phú kiến với lại cây linh sam. Đó, thì đây là cây trà phú kiến nè. Cây này dáng xấu nha các bạn. Nuôi hoài mà nó cũng không có ra dáng gì hết. Hôm nay quyết định là ghét rồi. Không có nuôi nữa, bây giờ cắt ngắn lại luôn. Đó. Bỏ hết cái rễ này, cắt ngắn luôn. Quất ngang cái gốc luôn để làm mini. Thì sẵn đây tại vì nó xấu quá thì không biết làm gì thì nên làm mini ép chậu luôn. Đó. Thì sẵn đây cũng chia sẻ với mấy bạn mà mới tập chơi á, còn ngại cái việc mà ép chậu với lại mà thay đất rồi này kia đó. Thì nhiều khi là sợ nó chết. Nên cũng làm để nếu mà thành công thì mình cũng chia sẻ cho các bạn. Cứ làm đi. Nè, cắt như vậy nè. Đó. Thì nó cũng đơn giản lắm. À, quan trọng là bạn làm cho nó sạch ha. Đó. Cái lớp ở dưới thì mình sử dụng sỉ than hoặc đất nung cũng được. Đó. Cái lớp ở trên là mình sẽ đất cát. Các bạn chọn đất cát sạch á, đừng có chọn cho cháu hoặc là như gì than than cho cháu này kia, thì cái đó khi bạn chùm 35 lại á ha, thì nó rất là dễ bị nấm. Đây nè, quan trọng nè, các bạn làm lầu sạch đi. Mình chùm cái 35 bọc lên nước mía như vậy nè, là khoảng chừng mấy tuần là nó ổn nè. Nó tiếp cũng là linh sam nè, thì cái dạng linh sam 86 này á, thì nói là cái này là cũng là dạng cây phôi mà nuôi hoài nuôi nó không ra dáng các bạn, nên hôm nay cũng cũng ghét rồi, nghỉ nuôi rồi. Nó cắt ngắn làm mini luôn. À, nếu mà các bạn làm cái dạng này á, mà làm không kỹ á, mình nhát tay á, mình không dám cắt rễ, không có dám cửa, không có dám làm sạch á, thì khi mà ép chậu nhỏ thì nó cũng dễ bị ton lắm nha các bạn. Đó. Thấy vậy thấy vậy thôi, nhưng mà các bạn cứ làm đi, mình làm cho nó kỹ một chút. Ép hôm nay là ép cái chậu thiệt là nhỏ luôn mà thiệt là cạn luôn các bạn ha. Để cho các bạn xem là các bạn mới tập chơi có thể tự tin để làm nha. Đó, các bạn thấy mình cắt rất là nhiều. Hầu như là gần hết rễ luôn đó. Thì để mình ép vô cái chậu nó thiệt là nhỏ mà thiệt là cạn á, thì buộc mình phải cắt. Cái việc cắt này nó không sao đâu các bạn. Quan trọng là các bạn vô đất cho nó kỹ nè. À, khi mà vô đất xong mình chùm bao ni lông nè, mình thường xuyên mình kiểm tra, mình phun sương, mình tưới thường xuyên nè, để duy trì cái độ ẩm nó thì nó sẽ ổn các bạn, nó sẽ ra rễ lại đó. Chứ còn không sao cả. Nói chung là cạnh dâm mình còn dâm được, nhưng mà không chi mà một cái cây mà đã có rễ có này kia rồi thì nó cũng không có đáng ngại đâu. Có nhiều bạn nói là khi mà chùm 35 lâu ngày quá thì nó sẽ bị nấm, nó có bị móc móc mà trắng trắng đó. Các bạn biết tại sao không? Cái đó là do cái giá thể các bạn, khi các bạn trồng cái giá thể nó không có sạch, mà khi mình chùm bao ni lông lại là cái môi trường mà nó thiếu oxy thì cái vi khuẩn với lại nấm bệnh rồi kia nó phát sinh nhiều lắm, nó ảnh hưởng, nó tấn công vô cái rễ, nó làm cho cái rễ bị úng với lại nó không bật, nó có thể là nó chết luôn đó. Nên các bạn cứ sử dụng cho mình là cái lớp mà lót chậu ở dưới đó, thì các bạn làm cái đất khô một chút, cái dạng như là sỉ than đập nhỏ nè, đó, hoặc là đất nung cũng được. À, còn lớp ở trên đó thì các bạn cứ sử dụng để cát sạch cho mình, để cát xây dựng á, mà đất đất sạch cho mình, ha, đất sạch. À, các bạn đừng có quan tâm về vấn đề dinh dưỡng trong cái thời gian này, thì các bạn cứ làm sao để cho nó phát triển rễ trước đi. Sau này nó sống rồi ha, nó ok rồi thì mình lấy cái nước á, mình xịt cái lớp cát đi rồi và các bạn bón phân hoặc là giá thể khác các bạn chọn vô cũng được ha. Quan trọng là cái thời gian này thì cái mình cứ làm sao mà để cho nó mọc rễ trước cái đã. Đó. Các bạn thấy cái cây rất là bự đúng không? Mà sau khi mình cắt hết rễ rồi, sạc cái đế nó mỏng luôn, vô một cái chậu thiệt là cạn luôn đó. Đó. Rồi, sẵn đây thì nếu mà làm nó sống thì mình cũng chia sẻ cho anh em cái cách làm. Nói chung là cũng dễ lắm, mạnh dạn làm đi mà làm cho nó kỹ, làm cho nó chắc chắn. Nó thì sau đâu đó tầm khoảng 3 tuần các bạn. 3 tuần là trong lúc đó là nó nằm trong bao ni lông khoảng 2 tuần. 2 tuần 2 tuần nằm trong bao ni lông.
và thường xuyên kiểm tra, hầu như là kiểm tra mỗi ngày. Mình cứ mở cái ly ra rồi xong mình xịt nước phun sương cho nó đẫm luôn, cái xong mình chùm lại và để nơi thoáng thoáng mát chút, đừng có nắng. Các bạn chùm bao ni lông mà để ngoài nắng là nó giống như nó luộc luôn, nó là xong luôn đó ha. Nói chung là cũng dễ lắm các bạn, cũng đơn giản lắm. Các bạn cứ ở nhà mà có những cái cây nào mà không thích á, mình muốn làm mini á, thì có thể áp dụng cách này nha. Cũng rất là dễ thương. Nương thời gian nữa thì nó lên cái tàn đều đều chút nữa là chơi được rồi. Các bạn thì chúc các bạn thành công nha.